Chào mừng các bạn đến với Brandbook Group Việt Nam Channel. Rươi được mệnh danh là đặc sản đồng đất ở Hải Dương. Rươi có thể chế biến thành nhiều món ngon, đặc sản như chả rươi, canh rươi, rươi kho nồi đất, nem rươi. Hải Dương thuộc vùng châu thổ sông Hồng, được bao bọc bởi những con sông lớn, ấm áp phù sa cuồn cuộn uốn mình ra biển. Chính cái nơi tiếp giáp gặp gỡ của những con sông này là vùng thủy triều mạnh tạo nên một vùng nước lợ. Con rươi xuất hiện rất nhiều ở các vùng huyện Kinh Môn, Tứ Kỳ, Thanh Hà của Hải Dương. Mùa rươi khá ngắn, chúng chỉ xuất hiện vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 âm lịch hàng năm, chủ yếu ở vùng nước lợ. Thoạt nhìn, rươi có vẻ ngoài khá đáng sợ. Chúng giống như những con giun đủ màu xanh, đỏ, cuộn vào nhau, bò lổm ngổm. Khi nước sông tràn vào đồng, vừa rút thì cũng là lúc người dân bắt đầu vào vụ đi săn rươi. Chỉ cần bổ vài nhát cuốc là đã thấy những con vật kỳ lạ, nửa giun nửa rết, từ từ đùn đất chui lên. Có con dài tới vài mét, chẳng mấy chốc chúng tự động phân khúc, đứt rời thành những đoạn nhỏ và hình thành con rươi. Hiện nay rươi rất khan hiếm, giá bán lên đến 600.000 đồng một ký. Rươi chính vụ kéo dài chỉ mấy ngày, nhưng như vậy cũng đủ làm cho nhiều hộ kiếm được tiền triệu. Khi mua rươi, cần lưu ý chọn những con bò được, thân mập, có màu hồng, thả vào nước sẽ thấy bơi rất nhanh. Sau khi thu hoạch, những mẻ rươi tươi rói được bán lại cho các nhà hàng đặc sản hay khu chợ lớn. Rươi tuy có hình dạng xấu xí, đáng sợ nhưng lại là một trong những đặc sản đắt đỏ ở miền Bắc Việt Nam. Tứ Kỳ, Hải Dương là nơi rươi nổi tiếng nhất. Các món ăn chế biến từ rươi có hương vị, thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao, khiến bất cứ ai một lần thưởng thức cũng khó mà quên được. Vẻ ngoài xấu xí là vậy, nhưng người ta có thể chế biến rươi thành nhiều món thơm ngon như rươi ôm nồi đất, nem rươi, mắm rươi, rươi hấp, thậm chí có nơi còn làm canh rươi. Nhưng trên tất thảy nổi tiếng nhất vẫn là chả rươi. Dù mỗi vùng có cách chế biến riêng, nhưng làm kiểu nào vẫn có chung các nguyên liệu chính từ thịt lợn xay nhuyễn, trứng gà, hành hoa, thì là chút ớt tươi và không thể thiếu vỏ quýt. Hỗn hợp đủ dẻo, người ta sẽ đưa lên chảo rán, thông thường dùng mỡ rán chả sẽ cho ra thành phẩm thơm ngon hơn. Món rươi thành công khi có vỏ ngoài vàng ruộm, màu cánh gián, ruột mềm, ngọt đậm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy nhấn đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!